Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách dâm cành hoa giấy, làm sao để dâm cành hoa giấy có tỷ lệ sống cao. Rất nhiều các bạn hỏi mình về cách dâm cành hoa giấy như thế nào, thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách dâm cành hoa giấy. Trước khi vào phần chính thức của video ngày hôm nay thì mình mong muốn các bạn hãy chia sẻ video này đến toàn thể những người thích trồng hoa, cây cảnh, để đặc biệt là những người thích trồng hoa giấy các bạn nhé. Nếu các bạn đang xem video của mình chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để mọi người để các bạn đón xem những video mới nhất của kênh YouTube của mình có tên là S Garden các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ vào phần chính thức của video ngày hôm nay. Để dâm cành hoa giấy thì trước tiên các bạn phải chuẩn bị dụng cụ gồm có kéo và cưa các bạn. Đấy, mình có chuẩn bị kéo và cưa. Thứ hai là cành dâm hoa giấy. Đây là cây hoa giấy, đây là cành dâm hoa giấy. Mình lấy ví dụ một cành dâm hoa giấy của mình thì cành này nó không lên mầm, thì mình lấy làm ví dụ các bạn nhé. Cành dâm hoa giấy thì các bạn nên chọn là cành đánh tẻ, tức là cành dâm có thời gian khoảng được 1 năm. Khi các bạn cắt cành hoa giấy thì các bạn đặc biệt lưu ý là cắt vát ở phần cắm, các bạn nên cắt vát. Đây mình lấy ví dụ, chúng ta nên cắt vát ở chỗ cắm các bạn nhé. Đặc biệt các bạn lưu ý là chọn dao cắt phải là thật sắc ngọt để tránh bị dập. Nếu mà các bạn cắt bị dập thì cành hoa giấy sẽ không mọc được, không lên được mầm và cây sẽ bị thối và chết. Bước thứ hai là các bạn chuẩn bị giá thể để cắm cành hoa giấy. Giá thể cắm cành hoa giấy ở đây thì mình chọn giá thể đó là đất đỏ ba gian, hay gọi là còn gọi là đất đồi các bạn. Các bạn giá thể này thì theo kinh nghiệm của mình thì cho tỷ lệ sống rất là cao. Các bạn có thể lấy đất đỏ các bạn về đập nhỏ và cho vào túi bầu như thế này. Sau khi mà các bạn đã chuẩn bị được đất rồi thì các bạn sẽ cắm cành hoa giấy. Đây như mình đã chuẩn bị sẵn và làm đã sống thành công, cây hoa giấy đã cành hoa giấy đã sống và nảy mầm rất là đẹp. Các bạn thấy chưa, cây nó lên rất là đẹp. Một điều lưu ý nữa là các bạn khi cắm cành hoa giấy thì các bạn cành hoa giấy thì các bạn nên cắt khoảng 20 đến 30 phân, tức là ở trên mắt này có ít nhất là từ khoảng 3 đến 5 5 mắt, 5 mắt các bạn nhé. Sau khi các bạn chuẩn bị đất này, chuẩn bị cành hoa giấy đã cắt rồi thì các bạn tiến hành cắm vào bầu hoa giấy. Trước khi cắm cành vào bầu hoa giấy thì các bạn có thể dùng các loại kích thích để cho cây có thể tỷ lệ sống cao hơn, như là N3M. Đây mình có thể dùng N3M các bạn hòa ra chậu, và trước khi cắm khoảng 5 đến 10 phút các bạn ngâm cành hoa giấy vào dung dịch N3M các bạn nhé. Rồi sau khi các bạn đã chuẩn bị cành hoa giấy này, đã chuẩn bị bầu này và đã chuẩn bị thuốc kích thích, thì các bạn sau khi đã ngâm khoảng 5-10 phút cành hoa giấy thì các bạn tiến hành cắm vào bầu. Sau khi các bạn tiến hành cắm vào bầu rồi thì chúng ta tiến hành tưới nước. Các bạn lưu ý là nên tưới đẫm và cho cho bầu hoa giấy các bạn nhé.
sau khi mà các bạn tưới đẫm rồi thì các bạn nên lưu ý là dâm cành hoa giấy nên để chỗ dâm mát đấy, để tránh để chúng ta có thể điều hòa được lượng nước của bầu hoa giấy. Thông thường thì để dâm cành hoa giấy thì họ sẽ chuẩn bị ni lông để che tránh lượng nước mưa vào, không kiểm soát được về lượng nước. Và thứ hai nữa là chúng ta chuẩn bị lưới đen để cho cây luôn được ở trong tình trạng dâm mát. Thời điểm hoa giấy, một điều lưu ý nữa là thời điểm hoa giấy thì các bạn có thể ở miền Bắc thì thông thường là thời điểm hoa giấy là vào cắm dâm cành là khoảng từ tháng 9 đến tháng 11 âm lịch. Vừa rồi thì mình đã trình bày khá là cơ bản về cách dâm cành hoa giấy. Nếu các bạn mà có thắc mắc gì hoặc là những câu hỏi thêm thì các bạn hãy comment ở dưới để chúng ta có thể cùng chia sẻ, trao đổi với những kinh nghiệm về trồng hoa giấy cũng như là những kinh nghiệm về trồng hoa cây cảnh các bạn nhé. Đặc biệt là các bạn mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh của mình để chúng ta có thể học hỏi, trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm. Và bây giờ đến lúc nói lời tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.